Chào các bác nhá. Ở chỗ cái đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài các bác. Nguyễn Văn Huyên kéo dài một đầu nối với đường Hoàng Quốc Việt, đang có bày một số cái cây với lại hội chợ đồ gỗ với lại mấy cái dụng cụ bonsai ở đây. Tôi đi qua mấy hôm rồi nhưng mà cùng gỡ là nó sẽ bày rất nhiều, nhưng mà tuần nay vẫn chỉ thấy có mấy cây như này thôi. Hôm nay ra quay cũng để các bác biết cái chỗ trục đường này là trục đường mới và ít người biết, ít người đi qua đây và nó khá xa, khá mới với anh em. Thì đây, cái hướng đây là cách khoảng độ đâu đấy mấy trăm mét, một cây số là ra ngã ba Hoàng Quốc Việt, ngã tư Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Huyên. Đấy các bác nhé, đây là cái tuyến đường mới, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Thì đây, khu vực lều lán kia là bán đồ gỗ, còn đây là tôi lại quay bonsai thôi. Hôm trước thì chưa có cái cây to này. Đằng kia là cái nhà vườn của anh em mà hôm có bày ở triển lãm nông nghiệp ấy, thì tôi có quay rồi, bây giờ cũng ngại chả muốn quay lại xem mấy cái cây ở gần đây. Các bác nào chưa biết thì ra xem mấy cây hoa giấy. Mấy cây hoa giấy nó làm rất là ngộ. Và mua dụng cụ bonsai hoặc là kìm kéo, các đồ cũ đây bán rất nhiều. Đây, những cái đồ cơ khí, nông cụ làm vườn, hàng Nhật nội địa, hàng cũ rất là nhiều. Tí nữa vào xem ít loa liếc. Kia có loa đấy, loa cũ. Thôi, giờ xem mấy cái cây này. Tí nữa tôi quay cái số cái bác thích thì alo. Tôi chưa thấy cây nào nó lọt vào mắt. Đây hoa giấy người ta làm mà uốn nắn tay vuông giật như kiểu mà anh em đi qua đây mà cứ bảo là như cái ô cửa sổ, ô sắt của ô cửa sổ đấy các bác, song sắt của cửa sổ đấy. Giấy tím nhiều lắm các bác, nó kiểu như là một loạt cùng một người làm, đâm ra nó nhiều mà chẳng biết cái cây nào nó nổi bật hơn. Để về trang trí nhà vườn hoặc là làm đồi tùng, đồi làm đồi làm vườn thì đẹp đấy các bạn, đẹp đấy. Để chơi cây thế mà cá nhân thì khó, thì nó chỉ xinh này, xinh thôi. Đây ví dụ có cây này thì được này, cây này được. À đây, ở nhà vườn này đây, từ Giao Thủy Nam Định, đúng cái đồ làm đồi tùng làm sân vườn này thì tuyệt vời luôn, vừa có dáng thế vừa có hoa. Đây tán này mà thiết kế cái cảnh quan landscape này thì rất là đẹp đấy, chứ cảnh quan mà làm những cây nó xuất sắc quá thì lại không phù hợp đâu các bác. Cây như này hoặc là những cái tùng chỉ có tay tán một chút thì là rất đẹp. Đó, cây này ví dụ cây này chơi cá nhân cũng được, cây trực. Đấy, rất nhiều hoa, cây nào cũng rất nhiều hoa. Dễ như tải dòng giấy tím này cũng dễ ra hoa. Cây kia thì được cái thân nó thoát thân và nó cảm giác hẳn đến cái sự già nua. Còn những cây này thì nó hơi rối rắm, hơi rối rắm. Các bác giá thì các bác tự alo, vì tôi ra từ tầm nghỉ trưa thì rất khó, tôi cũng chẳng hỏi giá, nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Các bác có mua thì cũng phải ra đây mua thôi, alo liên hệ với chủ thôi. Đấy, cái cây này cũng được. Nó có phần là nó có nhìn cái thanh thoát các bạn. Các bạn nhìn thấy đúng không? À, thanh thoát. Bên kia là bác chuyên tùng La Hán. Rồi, để quay cái cây to à. Chắc có cái cây này là đặc biệt nhất ở đây. Còn lại là con phôi làng nhàng đây. Con này thì riêng cái an này chắc nó phải
hơn 3 mét, chiều dài hơn 3 mét, chiều rộng chắc khoảng 2 mét. Đấy, hàng mới, cây cao độ, cây cao chắc khoảng 4 mét từ mặt chậu lên. Đấy các bác nhìn, nó như cả cái cây đa ở đầu làng ấy, cho lên chậu. Nó là cây cảnh chứ không phải bonsai các bác nhé. Nó là cây cảnh, bởi vì nó to ngang với cái cây ngoài thiên nhiên rồi. Nó to ngang cây ngoài thiên nhiên, cây cảnh trên chậu. Đá hình. Đấy các bác lại gần này, các bác thấy mình bé nhỏ, rất bé nhỏ. Cũng thả nước đây, thả nước xi măng. Cây xanh quê búp hồng, xanh quê. Đấy, dòng này nếu tôi nhớ không nhầm là dòng này rất nhiều quả, rất nhiều quả. Mặt hồng, mặt hồng. À, xem cái phôi này xem có ra gì. Thân thì ổn mà chân thì kém. Mặt của nhà vườn quyết chiến vừa nãy các bác ơi. Mặt này thì hơi khó. Thì xanh cũng rất cổ, rất có tuổi đây. 10 hương hoa mộc rất là thơm. Để quay mặt sau của nó đi. Đây này phải đứng xa mới quay được. Cảnh cảnh kia có vẻ hơi hơi vườn dài quá nhỉ. Đấy các bác. Đây, một cây nhìn nó béo, rất là béo. Quyết chiến. Đấy. Quả này đúng là phù hợp với nhà vườn biệt thự hoặc là phối cảnh. Tay này buông xuống, xả xuống rất thấp. Đấy, kìa, bóng cây rất là vĩ đại, kỳ vĩ. Nhìn các bác nhìn quả vách này, chỉ có xanh quê mới được cái quả vách này thôi. Điền nó chất nó khác, nó không có những cái vách như thế. Đấy, các bác nhìn. Đây là để ta chiêm ngưỡng một cây xanh quê thuộc cỡ rất khủng rồi. Rất khủng. Ok, để tôi sang xem có múc, có vượt được cái cốt xi cốt xanh nào không. Đây, một cốt xi đây. Một cốt xi. À, cây. Đây có cây sộp. Đây có cây sộp. Sần sùi ra cóc rồi. Cây sộp. Đấy, các bác nhìn. Đấy, hôm nào chơi thì chơi được, tất nhiên là mới vào chậu thôi, mới khai thác. Mặt đấy rất ổn mà. Còn khu vực bên này thì hơi mệt. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy, mặt này thì hơi kém. Mình nuôi hàng khai thác mà. Được cái mặt kia rất khủng bố. Đây có con điền này hay này. Không hiểu sao trồng lên cái chậu này khiếp thế. Đấy, các bác nhìn. Ra đúng như ra cóc.
chắc có mỗi con điền này là được đấy. Nhưng mà không hiểu sao trồng cái chậu này khiếp quá. Đang nuôi rất nhiều mầm thở để lấy u hoặc là kéo sẹo. Đấy, các bác nhìn. Wow, không biết mặt này nó làm sao mà lục đẽo kinh khủng quá. Một cây này tôi cho rằng nó ở trên chậu rất lâu năm rồi, nhưng mà không hiểu sao lại có những cái vết đục như này. Phá tán đi, phá tán nhưng dựng xuống. Có thể là một cây tán tầng dựng ngày xưa lên như này. Đây là tán tầng này, thì lại bây giờ làm thành cây siêu. Cho nên nó có những cái sẹo rất là to này, nếu mà chuyển thế. Đấy, nhưng mà mặt kia là rất là mịn. Đấy, để nuôi những cái tay cút to này là cắt hết những cái tay tua tua này, những cái chi thứ cấp chỉ nuôi cái cút to này. Đấy, chỗ này nhìn rất là sạch, rất ổn này. Thế này thì nhìn múc là ok đấy. Mặt kia thì nhìn sẹo, nó hơi ngại. Tiền nong thì chả biết các bạn. Đấy, khu vực chắc có lẽ là phía bên này ít người biết quá, cho nên là có tổ chức thì cũng không hấp dẫn đối với cả người xem lẫn anh em đi buôn cây. Đấy, chỗ này thì rất là nhiều. Có mỗi ông đồng chí này là đồng chí đầu tư vào nhiều. Thì hôm là có quay ở triển lãm nông nghiệp. Cây hoa giấy. Rồi, xin phép các bác để sang xem cái tùng kia phát. Xem nào.